video này có các sản phẩm mà Flap và Nikki đã giúp tạo ra. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. À, gì vậy các con? Mẹ có thể nói đồng ý với chúng con cả ngày không? Làm ơn. Được rồi, nhưng phải có 3 quy tắc: chăm sóc sức khỏe, tôn trọng người khác và đừng vi phạm các quy tắc. Chúng ta sẽ yêu cầu gì? Kẹo đi. Rất nhiều kẹo. Mẹ ơi, chúng con muốn kẹo. Em thích ăn kẹo. Nhớ đó, cả ngày nói đồng ý. Đồng ý. Yeah. Cục kẹo. Ôi, kẹo của tôi. Dừng lại. Có một quy tắc an toàn. Được thôi. Ăn nhiều kẹo không tốt cho sức khỏe. Nếu không, con sẽ cần trợ giúp y tế và sẽ phải đến bệnh viện. Khi điều đó xảy ra, kế hoạch của con trong ngày sẽ bị hủy bỏ. Theo nguyên tắc chung, sẽ an toàn nếu khi con ăn nhiều kẹo nhất có thể trong lòng bàn tay. Con cần phải bỏ đi một chút. Được rồi, con không muốn bị bệnh. Được đó. Con cũng vậy mẹ. Được đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con chơi bóng đá. Đồng ý. Yeah. Mẹ đã sẵn sàng chưa? Đến đây, Flap. Ồ. Đi nào. Không. Rất tiếc. Cả ngày đồng ý. Ồ. Mẹ ơi, con có thể uống nước không? Được, ở tủ lạnh. Hả? Không tốt cho sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe. Nếu con uống quá nhiều soda, con sẽ bị đau bụng và con sẽ cần giúp đỡ. Khi đó, ngày đồng ý sẽ kết thúc nhanh chóng. Tốt hơn là uống nước hoặc nước chanh tự pha. Hãy để mẹ pha nước chanh. Yeah. Chúng con cần uống nước. Được rồi, chanh và cam. Yeah. Đá. Và bạc hà tươi. Nước chanh tự pha. Nó lành mạnh hơn soda. Ồ, vậy ư? Ôi chúa ơi. Mẹ ơi, con muốn trở thành DJ Nikki. Làm ơn. DJ? Ồ, đồng ý. Tuyệt. Chuyện gì vậy? Oh no. Đây, dừng lại. Chuyện gì vậy? Mẹ đeo yêu. Tôn trọng lẫn nhau. Ồn ào quá. Tôn trọng ranh giới của người khác. Cố gắng không làm phiền những người muốn ngủ. Hoặc con có thể im lặng hơn. Mẹ ơi, chúng ta có thể đi mua sắm không? Yeah. Được. Dừng lại. Đừng chạy trong cửa hàng. Dạ được mẹ yêu. Tìm thấy rồi. Tuyết. Mẹ ơi, chúng con gần như đã xong. Ồ. Mỗi gia đình đều có ngân sách giới hạn. Xin đừng quên sử dụng ngân sách của mình một cách khôn ngoan. Bởi vì mỗi gia đình đều có ngân sách hạn hẹp. Nếu chúng ta dành tất cả tiền mua đồ chơi, chúng ta sẽ không còn tiền để sống. Và gia đình chúng ta sẽ phải đối mặt với các vấn đề trong tương lai. Nó là cho con. Và cho con. Cảm ơn mẹ. Đừng quên quy tắc này. Mẹ ơi, con lấy giấy banh.
con cũng sẽ lấy đồng hồ. Mẹ ơi, con muốn đi đến tấm bảng lần sau. La la la. Được rồi, đồng ý. Ta-da! Xin chào. Na 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 na. Dừng lại. Rất tiếc. Đừng quên các quy tắc của con. Kiểm tra chiều cao của con trước khi nhảy. Bạc lò xo có các kích cỡ khác nhau tùy thuộc vào tuổi của trẻ em. Tìm bản thông tin với các quy tắc an toàn và hạn chế tuổi tác. Trẻ em chỉ có thể nhảy dưới sự giám sát của cha mẹ. Được chứ? Hướng này. Dạ được. Con quá nhỏ cho tấm bạc lò xo này. Xin lỗi, đường này. Cố lên. Xin chào. Ô, mẹ ơi, con thích ngài đồng ý. Nhưng đừng quên, đừng vi phạm các quy tắc.